Giải thích phẩm Thuật Thành thứ 33. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Phước Sinh thứ 31. Kinh: Bấy giờ Phật Bảo Thích Đại Hoàn Nhân: như vậy, kiểu thi ca. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chép Bát Nhã Ba La Mật, giữ quyển kinh thọ học, thân cận đọc tụng giảng nói, nhớ nhớ nghĩ đúng, lại thêm cúng dường hoa hương anh lạc, hương bột, hương nước, phan lọng, kỹ nhạc, nên được phước đức vô lượng, vô biên, vô số, không thể nghĩ bàn, không thể cân lường. Vì sao? Vì nhất thiết trí, trí nhất thiết trùng của chư Phật đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh. Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật của Bồ Tát Ma Ha Tát đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh. Nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh. Năm mắt của chư Phật đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh. Việc thành tựu chúng sinh tịnh cõi nước Phật, đạo chủ trí, trí nhất thiết chủng, các Phật pháp đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh. Thành văn thừa, bích chi Phật thừa, Phật thừa đều từ Bát Nhã Ba La Mật sinh. Vì vậy kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân chép Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì quyển kinh, thân cận đọc tụng giảng nói, nhớ nghĩ đúng, lại còn cúng dường hương hoa cho đến kỹ nhạc, phước đức quá hơn trước cúng dường tháp bảy bóng, trăm phần, ngàn phần, ngàn ước vạn phần, cho đến toán số thí dụ không thể kịp được. Vì sao? Kiểu thi ca, vì nếu có Bát Nhã Ba La Mật ở đời, thời Phật bảo, pháp bảo, tỳ kheo tăng bảo, chọn không diệt. Nếu có Bát Nhã Ba La Mật ở đời, thời mười thiện đạo, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, nhất thiết trí, trí nhất thiết chủng đều hiện ở đời. Nếu có Bát Nhã Ba La Mật ở đời, thời thế gian bèn có dòng lớn sát lợi, dòng lớn Bà La Môn, đại gia cư sĩ, trời tứ thiên vương cho đến trời Akanicha, Tu Đà Hoàn quả cho đến A-la-hán quả, bích chi Phật đạo, Bồ-Tát Ma-ha-tát, vô thượng Phật đạo, chuyển pháp luân, thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật. Luận trên kia Đế Thích đáp lại Phật rằng, cúng dường Bát Nhã phước đức rất nhiều, lại có trời lớn hơn, cho rằng Đế Thích chẳng phải người nhất thiết trí, nói ra hoặc sai lầm. Vì vậy Phật ấn khả lời Đế Thích nói rằng, như vậy, như vậy. Hỏi, nếu đối với tướng Bát Nhã Ba La Mật, hết thảy các sự quan sát đều diệt, đường ngôn ngữ dứt, chẳng sinh chẳng diệt, như tướng hư không, nay cớ sao nói có Bát Nhã ở đời, thời tam bảo không diệt. Đáp, thể tánh Bát Nhã Ba La Mật, có Phật, không có Phật, vẫn thường trú chẳng diệt. Đây nói ở đời là chỉ quyển kinh Bát Nhã, có thể tu tập đọc tụng, ấy là trong nhân nói quả, ví như giếng sâu, dây ngắn không đến, bèn nói là mất giếng, mà giếng thật chẳng mất. Thật tướng Bát Nhã Ba La Mật như giếng sâu, quyển kinh gọi là dây, hành giả không thể viết chép tu tập, nên nói là diệt. Hỏi, nếu nói tam bảo thu nhiếp hết tất cả người lành, pháp lành, cớ sao còn nói có Bát Nhã ở đời, thời thế gian có mười thiện đạo, cho đến trí nhất thiết chủng? Đáp, các pháp và các đạo ấy đều giải rộng trong nghĩa tam bảo. Phật bảo là năm chúng vô học, hay năm pháp uẩn là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, nhiếp thuộc Phật pháp. Pháp bảo là đế thứ ba tức niết bàn, trừ công đức học, vô học, nhiếp thuộc bốn quả sa môn, công đức bích chi Phật dư tàn, công đức Bồ Tát. Tăng bảo là bốn hướng, bốn đắc, bốn quả, năm uẩn học, vô học. Ngoài ra mười thiện đạo, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, vân vân đều là cửa phương tiện vào đạo, cho nên nói riêng. Thế cuốn 57 theo bản Hán, cuốn 58 giải thích phẩm khuyến trì thứ 34, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm công đức thứ 32. Kinh: Bấy giờ trời tứ thiên vương cho đến trời Akanicha trong 3000 đại thiên thế giới nói với các trời Thích Đại Hoàn Nhân rằng: Nên lãnh thọ Bát Nhã Ba La Mật, nên giữ gìn, nên thân cận, nên tán thán, nên đọc tụng, nên giảng nói, nhớ nghĩ đúng. Vì sao? Vì thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên tất cả pháp lành tu tập sẽ được đầy đủ, tăng ích cho chư thiên, tổn giảm chục tu la. Các thiên tử, thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật, nên hạt giống Phật không dứt, hạt giống pháp, hạt giống tăng không dứt,
hạt giống Phật, hạt giống Pháp, hạt giống Tăng không dứt, nên thế gian bèn có thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, đều xuất hiện ở đời. Bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, đạo Bồ Tát đều hiện ở đời. Tu Đà Hoàn quả, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo, Tu Đà Hoàn cho đến Phật đều xuất hiện ở đời. Bấy giờ Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân, Kiều Thi Ca, ông nên thọ trì bát nhã ba la mật ấy và đọc tụng giảng nói, nhớ nghĩ đúng. Vì sao? Vì nếu các Atula sinh tâm ác muốn chiến đấu với trời 33, Kiều Thi Ca, bấy giờ ông nên tụng niệm bát nhã ba la mật, các Atula tâm ác liền diệt, không còn sinh trở lại. Kiều Thi Ca, nếu các thiên tử thiên nữ lúc năm tướng chết hiện ra sẽ đọa vào chỗ không như ý, bấy giờ ông nên ở trước họ tụng đọc bát nhã ba la mật. Các thiên tử thiên nữ ấy khi nghe oai lực công đức của bát nhã ba la mật được trở lại sinh chỗ cũ. Vì sao? Vì nghe bát nhã ba la mật có được lợi ích lớn. Lại nữa, Kiều Thi Ca, hoặc thiện nam tử thiện nữ nhân hoặc các thiên tử thiên nữ nghe bát nhã ba la mật do công đức ấy nên dần dần sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kiều Thi Ca, vì chư Phật và đệ tử quá khứ đều học bát nhã ba la mật được vô thượng chánh đẳng chánh giác và vô dư niết bàn. Kiều Thi Ca, chư Phật vị lai, mười phương chư Phật và đệ tử hiện tại đều học bát nhã ba la mật mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác và vô dư niết bàn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật thu nhiếp tất cả pháp lành hoặc pháp thanh văn hoặc pháp bích chi Phật hoặc pháp Bồ Tát hoặc pháp Phật. Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật là thần chú đại minh, thần chú vô thượng minh, thần chú vô đẳng đẳng minh. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì bát nhã ba la mật trừ được tất cả pháp chẳng lành và cho tất cả pháp lành. Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Như vậy, như vậy, Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật là thần chú đại minh, thần chú vô thượng minh, thần chú vô đẳng đẳng minh. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư Phật quá khứ nhân thần chú sáng này nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật vị lai, mười phương chư Phật hiện tại cũng nhân thần chú sáng này nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhân thần chú sáng này, thế gian bèn có 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, bèn có thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, bèn có pháp tánh như như pháp tướng, pháp trụ, pháp vị thật tế, bèn có nằm mắt quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, đạo bích chi Phật, nhất thiết trí, trí nhất thiết chủ. Kiểu Thi Ca, do nhân duyên của Bồ Tát Ma Ha Tát nên có 10 thiện pháp xuất hiện thế gian, có 4 thiền, 4 tâm vô lượng cho đến trí nhất thiết chủ, Tu Đà Hoàn cho đến chư Phật xuất hiện thế gian, thế như trăng tròn chiếu sáng, tinh tú cũng chiếu sáng. Như vậy, Kiều Thi Ca, tất cả pháp lành thế gian, chánh pháp, 10 điều lành cho đến trí nhất thiết chủng, nếu lúc chư Phật không ra đời, thời đều từ Bồ Tát phát sinh, lực phương tiện của Bồ Tát Ma Ha Tát đều từ bát nhã ba la mật phát sinh. Bồ Tát Ma Ha Tát lấy lực phương tiện ấy mà tu thí ba la mật cho đến thiền ba la mật, tu nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, tu bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, không chứng thanh văn bích chi Phật địa mà thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, thọ mạng thành tựu, thế giới thành tựu, quyến thuộc Bồ Tát thành tựu, được trí nhất thiết chủng đều từ bát nhã ba la mật phát sinh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu hữu thiện nam tử thiện nữ nhân nghe bát nhã ba la mật thọ trì thân cận cho đến nhớ nghĩ đúng, người ấy sẽ được công đức đời này đời sau. Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng được công đức đời này đời sau? Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, chọn không chúng độc chết, gươm dao không làm thương tổn, nước lửa không hại, cho đến 404 bệnh không thể trúng trừ do nghiệp báo đời trước. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân có việc quan nổi lên nhờ tụng đọc bát nhã ba la mật nên khi đến chỗ quan, quan không khiển trách. Vì sao? Vì nhờ oai lực của bát nhã ba la mật ấy, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đọc bát nhã ba la mật đi đến chỗ vua và thái tử đại thần, vua và thái tử đại thần đều hoan hỉ hỏi han, hợp ý nói năng. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy
thường có tâm từ bi hỷ xả hướng về chúng sinh. Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì bát nhã ba la mật, cho đến nhớ nghĩ đúng được các công đức đời nay như vậy. Kiều Thi Ca, thế nào là công đức đời sau của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chọn không xa lìa 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 6 ba la mật, 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Người ấy chọn không đọa vào ba đường ác, thọ thân đầy đủ, công sinh vào nhà bần cùng hạ tiện, thợ thầy dọn cầu xí, khiêng thay ma, thường được thân đủ 32 tướng, thường được hóa sinh thế giới, chư Phật hiện tại, chọn không lìa thần thông Bồ Tát. Nếu muốn từ một cõi Phật đến một cõi Phật cũng dường chư Phật, nghe pháp chư Phật liền được tùy ý dạo qua cõi Phật, thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, dần dần chứng được vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Kiều Thi Ca, ấy gọi là công đức đời sau. Vì vậy Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nên thọ trì bát nhã ba la mật, thân cận đọc tụng giảng nói, nhớ nghĩ đúng, hương hoa cho đến kỹ nhạc cúng dường, thường không lìa tát bà nhã. Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được thành tựu công đức đời này đời sau. Luận: Phật là Pháp Vương, tán thán người thọ trì bát nhã ba la mật rồi. Tiếp đến Thiền Vương Đế Thích Tán. Đế Thích Tán rồi, nay đến lượt chư Thiền Tán. Vì nhiều người tán thán nên làm cho người tín tâm càng sâu, nói rằng nên thọ trì bát nhã ba la mật ấy. Trong đây nói về nhân duyên thọ trì, tu các công đức tăng ích hàng chư thiên, tổn giảm chúng là tu la, đảm bảo không đoạn diệt các công đức sáu ba la mật xuất hiện ở đời. Bấy giờ Phật ấn khả lời tán thán của chư thiên, bảo Đế Thích rằng ông nên thọ trì bát nhã ba la mật. Trong đây nói nhân duyên nên thọ trì rằng, nếu Atula sinh tâm ác, muốn chiến đấu với trời 33, bấy giờ ông đọc tụng bát nhã, ác tâm liền diệt. Nếu trong khi hai trận giao chiến mà đọc tụng bát nhã thì Atula liền thối lui bỏ đi. Hỏi: Nếu như vậy cớ sao không thường tụng bát nhã khiến Atula ác tâm đừng sinh, cớ gì đại khi hai trận giao chiến mới tụng? Đáp: Chư thiền phần nhiều đắm phước vui, tâm nhiễm đắm dục lạc mãnh lợi, tuy biết bát nhã có công đức lớn mà không thể thường tụng, lại vì trời đau lợi có nghiệp nhân duyên bất tịnh nên gây ra oán địch, không thể không chiến đấu. Chư thiền khi mạng sắp chết có năm tướng chết hiện ra: 1. Hoa trên mũ héo. 2. Dưới nách ra mồ hôi. 3. Rồi đến đậu trên thân. 4. Thấy có vị trời ngồi chỗ của mình. 5. Tự mình không ưa chỗ ngồi cũ. Chư thiền thấy tướng chết ấy, nghĩ tiếc cái vui cõi trời, thấy mình sẽ sinh chỗ giữ, tâm rất lo khổ. Bấy giờ nếu nghe thật tướng bát nhã ba la mật, các pháp hư dối cuồng loạn vô thường không tịnh, tin lời Phật dạy ấy, tâm được thanh tịnh nên sinh trở lại chỗ cũ. Chư thiền ấy không chỉ sinh trở lại chỗ cũ mà còn nhờ nghe bát nhã nên đời đời hưởng phước vui, dần dần thành đạo vô thượng. Nhân duyên trong đây như kinh nói, bát nhã ba la mật là thần chú sáng lớn. Hỏi: Thế Đại Hòa Nhân cớ sao gọi bát nhã là thần chú sáng lớn đại minh? Đáp: Các thánh nhân của ngoại đạo có các chú thuật lợi ích nhân dân, đọc thần chú ấy có thể theo ý muốn sai sử quỷ thần. Các tiên nhân có thần chú ấy rất nổi tiếng, nhân dân quy phục. Vì quý chú thuật nên Đế Thích bạch Phật rằng, trong các chú thuật bát nhã ba la mật là đại chú thuật. Vì sao? Vì thường hay cho chúng sinh cái vui đạo đức, còn cái vui của chú thuật khác hay khỏi phiền não, lại vì tạo nghiệp bất thiện nên đạp vào ba đường ác. Lại nữa, các chú thuật khác hay theo tham dục sân nhuế tự do làm ác, còn thần chú bát nhã ba la mật hay dứt sự đắm trước thiền định Phật đạo niết bàn, huống gì bệnh tham sân thô thiền. Vì thế nên gọi là thần chú đại minh, thần chú vô thượng, thần chú vô đẳng đẳng. Lại nữa, thần chú ấy hay làm cho người xa lìa giả bệnh chết, hay an lập chúng sinh nơi đại thừa, hay làm cho hành giả rất lớn ở giữa chúng sinh, thế nên nói là thần chú lớn, hay làm lợi ích như vậy nên gọi là vô thượng. Từ trước có tiên nhân làm chú thuật, đó là các thần chú có thể biết tâm người khác, tên là Ức Xoa Ni. Thần chú bay đi biến hóa tên là Kiền Đà Lê. Thần chú hay làm cho sống lâu ngàn vạn năm, vì các thần chú khác không sánh bằng, đối với chú thuật không thể sánh ấy. Bát nhã còn vượt quá vô lượng nên gọi là vô đẳng. Lại nữa, các Phật pháp gọi là vô đẳng đẳng, bát nhã ba la mật là nhân duyên được thành Phật quả nên gọi là vô đẳng đẳng. Lại nữa, chư Phật là vô đẳng giữa chúng sinh,
Bát nhã chú thuật được Phật nói ra nên gọi là thần chú vô đẳng đẳng. Lại nữa, trong kinh này tự nói nhân duyên của ba thần chú, đó là thần chú này hay xả bỏ tất cả pháp bất thiện, hay cho tất cả thiện pháp. Phật thuận theo lời tán thán nên nói như vậy. Như vậy lại cũng nói rộng lời tán thán đó rằng nhân nơi bát nhã nên xuất sinh 10 thiện đạo, cho đến chư Phật bát nhã ba la mật thuộc Bồ Tát, nên Phật nói thí dụ chư Phật hay đại phá bóng tối vô minh nên như trăng tròn, Bồ Tát phá bóng tối không bằng như tình tú, như trong đêm có thấy được đều nhờ sức trăng sao, trong đêm sinh tử thế gian có thấy biết được đều nhờ thế lực Phật Bồ Tát. Nếu đời không có Phật, bấy giờ Bồ Tát thuyết pháp độ chúng sinh, đặt vào trong cái vui cõi trời cõi người, làm cho dần dần được cái vui niết bàn. Bồ Tát có được trí tuệ đều là nhờ oai lực bát nhã ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tùy tu 37 phẩm, 18 không, biết các pháp rốt ráo không thể chấp thủ, cũng không chứng đạo thanh văn bích chi Phật, mà có thể trở lại khởi lên các thiện pháp, giáo hóa chúng sinh tịnh cõi nước Phật, thọ mạng đầy đủ, vân vân, đều là oai lực bát nhã ba la mật. Hoặc người ấy nhờ thọ trì bát nhã cho đến nhớ nghĩ đúng nên được công đức đời nay đời sau, công đức đời là chọn không bị chúng độc chết, vân vân. Hỏi: trước đã nói không bị hoại tử, sao này còn nói lại? Đáp: trước đã nói bát nhã ba la mật không phải chỉ nói trong một hội, ở đây vì người đến sau nên nói lại. Lại nữa, dao, độc, nước, lửa có hai thứ, có thứ người làm, có thứ tự làm. Trước kia nói do người ra bình đào độc hại nước lửa vân vân, nay là không tự mình làm tổn thương, làm sao biết? Vì tiếp nói 404 bệnh nên biết. Trên tùy nói người khác không thể tìm được chỗ thuận tiện để hại, chứ không nói người kia còn trở lại cung kính cúng dường. 404 bệnh là hợp với 4 đại làm thân, 4 đại thường xâm hại nhau, nên trong mỗi đại có 101 bệnh khởi lên. Bệnh lạnh có 202 do thủy đại và phong đại khởi lên, bệnh nóng có 202 do điện đại và hỏa đại khởi lên, tướng lửa nóng và tướng đất cứng. Vì cứng nên khó tiêu nên khởi lên bệnh nóng, máu thịt cân tủy vân vân thuộc phần địa đại. Trừ nghiệp báo, tất cả các pháp đều nhân duyên hòa hợp sinh, không có người làm. Vì không có người làm nên chắc chắn thọ nghiệp báo, Phật không cứu được, huống gì bát nhã. Chắc chắn thọ nghiệp báo, không chắc chắn thọ nghiệp báo như trước đã nói. Việc quan nổi lên là nhờ oai lực tụng bát nhã ba la mật, nên việc nổi lên liền diệt. Hỏi: trước đã nói người không tìm được dịp tiện lợi để phá, sau này còn nói nữa? Đáp: trước tuy nói người không thể tìm được dịp tiện lợi, mà chưa nói quốc vương đại thần vân vân, đã không tìm được dịp tiện lợi lại còn cung kính cúng dường. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy thường có tâm từ bi hỷ xả hướng đến chúng sinh, công đức đời sau là đời đời sinh ra, thường không rời 10 thiện đạo, vì thế nên thường không đọa ác đạo. Người ấy nhờ chế phục ác tâm nên thọ thân hoàn hảo đầy đủ, không sinh vào các nhà hà tiện. Học đạo của Phật học nên được thần biến hóa như Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Thường được hóa sinh vào cõi Phật hiện tại là tùy tâm đi đến 10 phương thế giới, cúng dường chư Phật, nghe thọ các pháp, giáo hóa chúng sinh, dần dần được thành Phật đạo. Thế nên hành giả tuy nghe thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng không tỉa tâm tát bà nhã, như vậy là được công đức đời này đời sau. Giải thích phẩm phạm trí thứ 35, kinh Maha Bát Nhã ghi phẩm đạo chân. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm ngoại đạo thứ 33. Kinh: bấy giờ các ngoại đạo phạm trí đi đến chỗ Phật, muốn tìm chỗ giở của Phật. Khi ấy Trái Thích Đề Hoàn Nhân tâm nghĩ rằng các ngoại đạo phạm trí này đi đến chỗ Phật, muốn tìm chỗ giở của Phật, ta này hãy tụng niệm bát nhã ba la mật đã được lãnh thọ nơi Phật. Các ngoại đạo phạm trí ấy chọn không thể đừa chừng làm trở ngại, dứt việc nói bát nhã ba la mật. Thích Đề Hoàn Nhân nghĩ như vậy xong để tụng bát nhã ba la mật. Bây giờ các ngoại đạo phạm trí từ xa đi quanh Phật rồi trở lại đường đi cũ luôn. Khi ấy tâm Xá Lợi Phất nghĩ rằng trong đây vì nhân duyên gì các ngoại đạo phạm trí từ xa đi quanh Phật rồi trở lại đường cũ đi luôn. Phật biết tâm Xá Lợi Phất nghĩ, bảo Xá Lợi Phất rằng Thích Đề Hoàn Nhân ấy tụng niệm bát nhã ba la mật do nhân duyên ấy
nên các ngoại đạo phạm trí từ xa đi quanh Phật rồi trở lại đường cũ đi luôn. Này Xá Lợi Phất, ta không thấy các ngoại đạo phạm trí có một tâm niệm thiện. Các ngoại đạo phạm trí chỉ ôm tâm ác đi đến muốn tìm chỗ dở của Phật. Này Xá Lợi Phất, ta không thấy trong khi nói Bát Nhã Ba La Mật mà có ai trong tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc chúng sa môn, chúng bà la môn mang tâm ác đi đến có thể tìm được chỗ dở. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì các trời tứ thiên vương cho đến trời Aka Nị Tra, các thành văn Bích Chi Phật, các Bồ Tát Ma Tát trong ba ngàn đại thiên thế giới thường thủ hộ Bát Nhã Ba La Mật ấy. Vì sao? Vì các trời người ấy đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh ra. Lại nữa, Xá Lợi Phất, chư Phật và thanh văn Bích Chi Phật, Bồ Tát Ma Tát, các trời rồng quỷ thần vân vân trong mười phương thế giới, nhiều như các sông Hằng đều thủ hộ Bát Nhã Ba La Mật ấy. Vì sao? Vì chư Phật vân vân đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh ra. Bấy giờ tâm ác ma nghĩ rằng, này Phật và bốn bộ chúng hiện tiền tập hội, có cả các thiên tử cõi dục cõi sắc, trong ấy chắc có vị Bồ Tát Ma Tát được thọ ký, sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta có thể đến chỗ Phật phá hoại ý đó. Khi ấy ác ma hóa ra bốn loại binh đi đến chỗ Phật. Bây giờ Thích Đại Hoàn Nhân tâm nghĩ, bốn loại binh này hoặc là ác ma hóa làm muốn đi đến chỗ Phật. Vì sao? Vì bốn loại binh ấy trang bị hơn cả bốn loại binh của vua Tần Bà Ta La, của vua Ba Tư Nặc, của các thích tử, của các tộc Lê Sương. Ác ma ấy luôn luôn tìm chỗ dở của Phật, muốn não hại chúng sinh. Vậy ta có thể tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật. Thích Đại Hoàn Nhân tức thời tụng Bát Nhã Ba La Mật, ác ma nghe đúng như lời tụng dần dần trở lại đường cũ đi luôn. Bấy giờ trong hội các thiên tử của tứ thiên vương cho đến các thiên tử trời Aka Nị Tra hóa làm hoa trời, từ giữa hư không giải lên Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nguyện làm cho Bát Nhã Ba La Mật trụ lâu cõi Diêm Phù Đề. Vì sao? Vì người cõi Diêm Phù Đề thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, tùy lúc trú ở Phật bảo không diệt, pháp bảo, tăng bảo cũng trụ không diệt. Bây giờ chư thiên trong mười phương thế giới, nhiều như các sông Hằng cũng giải hoa và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nguyện khiến Bát Nhã Ba La Mật trụ lâu cõi Diêm Phù Đề. Nếu Bát Nhã Ba La Mật trụ lâu, Phật pháp tăng cũng sẽ trụ lâu, cũng phân biệt biết được đạo Bồ Tát Ma Tát. Lại nữa, ở chú xứ nào có thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép thọ trì quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, thời nơi ấy chiếu sáng đã lìa xa mọi tối tăm. Phật bảo các thiên tử Thích Đại Hoàn Nhân: Như vậy, Kiều Thi Ca và các thiên tử người cõi Diêm Phù Đề thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, tùy lúc trụ ở Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo cũng trú như vậy, cho đến chú xứ nào có thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép thọ trì quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, chỗ ấy thời chiếu sáng đã ra lìa mọi tối tăm. Bấy giờ các thiên tử hóa làm trời giải trên Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhớ nghĩ đúng thời, mà hoặc ma trời không thể tìm được chỗ tiện lợi. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ủng hộ các thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì sao? Vì nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhớ nghĩ đúng, chúng con liền xem người ấy như Phật hoặc gần Phật. Khi ấy Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhớ nghĩ đúng nên biết người ấy đời trước đã làm các công đức đối với Phật, thần cận cúng dường chư Phật, được thiện trí thức ủng hộ. Bạch Đức Thế Tôn, nhất thiết trí của chư Phật nên tìm trong Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật cũng nên tìm trong nhất thiết trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác nhất thiết trí chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết trí không hài không khác. Vì vậy chúng con xem người ấy tức là Phật hoặc gần Phật. Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Như vậy Kiều Thi Ca, nhất thiết trí của chư Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết trí. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nhất thiết trí của chư Phật từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh ra, Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác nhất thiết trí, nhất thiết trí chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết trí không hai không khác. Luận trong phẩm trên nói người nghe thọ trì Bát Nhã Ba La Mật
thoái ma hoặc ma dân, ngoại đạo phạm trí, không tìm được chỗ tiện lợi để phá, nay muốn hiện tiền chứng nghiệm nên dùng oai thần cảm biến chúng ma và các ngoại đạo. Vì vậy ngoại đạo phạm trí nghĩ rằng Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nói Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là nói các pháp tôn giáo không, không có gì để dẫn dắt mười phương chúng sinh, chúng ta cùng đến vấn nạn phá không luận ấy. Luận ấy nếu bị phá, thời Phật tự lui, chúng ta được trở lại như cũ. Các ngoại đạo ấy chỉ có tà kiến ác tâm, kiêu mạn đi đến, muốn chỉ ra chỗ sai quấy của Bát Nhã Ba La Mật chốt giáo thanh tịnh ấy. Thí như người cuồng muốn làm chúng thương hư không, luống tự lấy mệt khổ. Bấy giờ Đế Thích Như Lời Phật dạy, thọ trì Bát Nhã, ngoại đạo không thể tìm được chỗ tiện lợi, nay muốn nghiệm thật, khiến người ta tin biết. Đế Thích thành tựu vô lượng phước đức, nhờ căn trời lanh lợi, nên rất tin Bát Nhã, liền tụng niệm, được oai lực Bát Nhã, nên ngoại đạo ở từ xa, đi quanh Phật, rồi lưu lại đường cũ mà đi. Hỏi, cớ sao không quay thẳng về, mà vừa nhũ quanh Phật rồi lui đi, rồi đi trở lui? Đáp, do nhờ thần lực Bát Nhã nên bị hàng phục từ chỗ xa, suy nghĩ rằng oai đức của Phật chúng rất lớn, chúng ta đi tới đó, luống tự mình bị khổ nhục không thành được gì. Nếu chúng ta vừa trông thấy Phật bỏ đi ngay, người đời sẽ cho chúng ta khiếp nhược, đã đến Phật mà đi về không. Vì vậy trá hiện điệu bộ cúng dường đi quanh Phật, rồi trở lại đường cũ mà đi. Xá Lợi Phất xưa vốn là phạm trí, thấy các ngoại đạo ở chỗ xa mà bỏ đi, tâm hơi thương xót, không thể vì việc nhỏ mà ngoại đạo đến rồi đi như vậy, nên vào tam muội tìm hiểu, nghĩ rằng các ngoại đạo này vì nhân duyên gì mà đến rốt cục không mong được độ mà đi trở về không. Phật bảo đó là do thần lực Bát Nhã Ba La Mật. Xá Lợi Phất suy nghĩ, Phật dùng Bát Nhã Ba La Mật tế độ hết mọi việc, cớ sao khiến các ngoại đạo này đi trở về không? Phải biết ý nghĩ của Xá Lợi Phất, bảo Xá Lợi Phất rằng các phạm trí ấy cho đến không có một tâm niệm thiện, chỉ mang ác ý, tà kiến dính tâm, muốn tìm định tướng các pháp, thế nên không thích hợp được độ. Thí như bệnh chắc chắn chết, tuy có lương y thần dược mà không thể cứu khỏi. Này Xá Lợi Phất, khi thuyết Bát Nhã Ba La Mật, không phải chỉ có phạm trí, mà tất cả người thế gian mang ác tâm đi đến cũng không thể tìm chỗ tiện lợi để phá. Vì sao? Vì tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiền thường thủ hộ Bát Nhã. Vì cớ sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, trời, người nghĩ rằng chúng ta đều từ Bát Nhã sinh, mà đến muốn nạn vấn, phá hoại cũng như vậy. Lúc ấy các thiên tử trong hội trước chỉ nghe nói công đức Bát Nhã, nay mới thấy sự chứng nghiệm nên tâm rất hoan hỷ, hóa ra các hòa cúng dường và nguyện rằng nguyện Bát Nhã Ba La Mật trụ lâu ở cõi Diêm Phù Đà. Việc này như dưới đây nói rộng, Phật liền ấn khả. Trừ thiền ở trước Phật tự thề, hành giả nếu nghe thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cho đến nhớ nghĩ đúng, chúng tôi thường thủ hộ. Vì sao? Vì chúng tôi xem người ấy như Phật hoặc gần Phật. Như Phật là thân pháp tánh trú địa vị bất thối, được vô sinh pháp nhẫn cho đến mười địa. Gần Phật là nhục thân Bồ Tát, hay nói Bát Nhã Ba La Mật và trái nghĩa nó. Bấy giờ Đế Thích do nhân duyên đời trước đã nhóm công đức trí tuệ tán thán Bồ Tát ấy. Trong đây lại nói nhân duyên sự tán thán, trí nhất thiết chủng của chư Phật nên tìm trong Bát Nhã, là Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ, nên khi được thành Phật, Bát Nhã biến thành trí nhất thiết chủng, nên nói trí nhất thiết chủng, nên tìm trong Bát Nhã. Phật hay nói Bát Nhã Ba La Mật, nên nói Bát Nhã Ba La Mật, nên tìm trong trí nhất thiết chủng. Thí như sữa biến thành lạc, lìa sữa không có lạc, cũng không được nói sữa chính là lạc. Bát Nhã Ba La Mật biến làm trí nhất thiết chủng, lìa Bát Nhã cũng không có trí nhất thiết chủng, cũng không được nói Bát Nhã chính là trí nhất thiết chủng. Bát Nhã là nguyên nhân sinh trí nhất thiết chủng, trí nhất thiết chủng là nguyên nhân để nói Bát Nhã, nhân quả không rời nhau nên nói không hai không khác. Giải thích phẩm Tôn Đạo thứ 36, kinh Maha Bát Nhã ghi phẩm A Nan ngợi khen, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Thiên Lai thứ 34. Kinh: Bấy giờ Tuệ Mạng A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cớ sao không ngợi khen thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, cho đến 18 pháp không chung mà chỉ khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo A Nan, Bát Nhã Ba La Mật là tôn quý, dẫn đạo năm Ba La Mật,
cho đến 18 pháp không trùng. Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Không hồi hướng đến trí nhất thiết chủng mà bố thí có được xưng là ba la mật không? Thưa không, phải Thế Tôn, không hồi hướng đến trí nhất thiết chủng mà trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ có gọi là bát nhã ba la mật không? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì vậy nên biết bát nhã ba la mật đối năm ba la mật cho đến 18 pháp không trung là tôn quý dẫn đạo, vậy nên khen ngợi bát nhã. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là bố thí hồi hướng đến trí nhất thiết chủng để thành thí ba la mật cho đến thành bát nhã ba la mật? Phật bảo A Nan: Do pháp không hài bố thí hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, ấy gọi là thí ba la mật. Do bất sinh không thể có được hồi hướng đến trí nhất thiết chủng mà bố thí, ấy gọi là thí ba la mật. Cho đến do trí tuệ biết pháp không hài hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, ấy gọi là bát nhã ba la mật. Do bất sinh không thể có được hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, ấy gọi là bát nhã ba la mật. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là do pháp không hài hồi hướng đến trí nhất thiết chủng mà bố thí, ấy gọi là thí ba la mật? Cho đến thế nào là do pháp không hài hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, ấy gọi là bát nhã ba la mật? Phật bảo A Nan: Do pháp sắc không hai, pháp thọ tưởng hành thức không hai, cho đến pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác không hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là pháp sắc không hai cho đến pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng hai? Phật dạy: Sắc sắc tướng không. Vì sao? Vì thí ba la mật và sắc không hai không khác, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác và thí ba la mật không hai không khác, năm ba la mật kia cũng như vậy. Vì vậy nên A Nan chỉ khen ngợi bát nhã ba la mật đối với năm ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng là tôn quý dẫn đạo. Này A Nan, thế như đất lấy hạt giống rải vào, gặp đủ nhân duyên hòa hợp tiền mọc, các hạt giống ấy nương đất mà mọc. Như vậy A Nan, năm ba la mật nương bát nhã ba la mật được sinh, bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng cũng nương bát nhã ba la mật được sinh. Vì vậy nên A Nan, bát nhã ba la mật đối với năm ba la mật cho đến 18 pháp không trùng là tôn quý dẫn đạo. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Phật nói công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nghĩ đúng chưa hết. Vì sao? Vì thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng thời là thọ trì đạo vô thượng của ba đời chư Phật. Vì cớ sao? Vì muốn được trí nhất thiết chủng, hãy từ trong bát nhã ba la mật mà cầu. Muốn được bát nhã ba la mật, hãy từ trong trí nhất thiết chủng mà cầu. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên có 10 thiện đạo xuất hiện ở đời, có 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, cho đến 18 pháp không trung xuất hiện ở đời. Nhờ thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên thế gian bèn có dòng lớn sát lợi, dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ, trời tứ thiên vương cho đến trời Achanika. Nhờ thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên bèn có Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Ma-ha-tát. Nhờ thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, nên có chư Phật xuất hiện thế gian. Bấy giờ Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, ta không nói chỉ có ngần ấy công đức. Vì sao? Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, tâm không lìa trí nhất thiết chủng, còn thành tựu được vô lượng giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, tâm không lìa trí nhất thiết chủng, nên biết người ấy là chư Phật. Lại nữa, Kiều Thi Ca, hết thảy thanh văn bích chi Phật có được giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, không sánh kịp được giới uẩn cho đến giải thoát tri kiến uẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, trăm phần, ngàn phần, ngàn vạn ước phần, cho đến toán số, thí dụ, cũng không thể kịp được. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, đối với thanh văn bích chi Phật địa, tâm được giải thoát, lại không cầu pháp đại thừa. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép, giữ gìn quyển kinh bát nhã ba la mật, cúng dường cung kính tôn trọng, hương hoa anh lạc cho đến kỹ nhạc cũng được công đức đời nay, đời sau. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy
Thọ trì bát nhã ba la mật, cho đến nhớ nghĩ đúng, tâm không lìa trí nhất thiết chủng, cúng dường bát nhã ba la mật, cung kính tôn trọng, hương hoa, cho đến kỹ nhạc, thói con thường thủ hộ người ấy. Luận An Nan Đa Văn, sức phân biệt được không mà chưa lìa dục nên không thể thâm nhập, tùy thường hầu Phật mà không thường vấn nạn phải không? Này Phật tán thán bát nhã ba la mật, cũng tán thán người tu, vì thế nên An Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ở sao không tán thán các ba la mật khác và các pháp mà chỉ tán thán riêng bát nhã ba la mật? Hỏi: Phật từ đầu đến đây thường nói tên sáu ba la mật, sau này An Nan nói Phật không xưng tán. Đáp: Trước tôi nói danh tự không phải xưng khen, đều chỉ vì khiến tìm vào bát nhã nên nói. Phật bảo An Nan: Trong tất cả pháp hữu vi, trí tuệ là đệ nhất. Trong tất cả trí tuệ đưa qua bờ kia, bát nhã ba la mật là đệ nhất. Thí như đi đường, tuy có chúng bạn mà vị thấy dẫn đường là đệ nhất. Bát nhã cũng như vậy, tuy tất cả thiện pháp đều có lực, song bát nhã hay chỉ đường ra khỏi ba cõi, đạt đến ba thừa. Nếu không có bát nhã, tùy làm các thiện pháp bố thí mà thọ quả báo theo hành nghiệp có cùng tận. Vì có cùng tận nên còn không thể được niết bàn tiểu thừa, huống gì đạo vô thượng. Nếu làm việc thiện bố thí vân vân mà quán được như tướng Phật đạo không hai, không sinh không diệt, không được không mất, rốt ráo không tịch, ấy gọi là hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, thì phước của bố thí ấy đời đời không thọ quả báo không cùng tận, sau sẽ được trí nhất thiết chủng giống như bố thí tất cả pháp khác cũng như vậy. Hỏi: Cớ sao Phật không đáp nhân duyên của không hai bất nhị mà trở lại tiếp giải thích nghĩa không hai? Đáp: A Nan không hỏi về nhân duyên của không hai, chỉ hỏi pháp gì không hai, thế nên Phật đáp các pháp sắc vân vân không hai. Bát nhã ba la mật có thể làm cho năm việc kia thành ba la mật, nên chỉ khen ngợi bát nhã ba la mật. Phật muốn làm cho nghĩa ấy dễ hiểu nên lấy ví dụ như đại địa hay sinh muôn vật, bát nhã ba la mật cũng như vậy. Giữ gìn được tất cả chủng tử thiện pháp là trừ bát nhã ba la mật, thì tất cả thiện pháp khác đều có được từ khi phát tâm tại đây. Nhân duyên hòa hợp là đối với Phật đạo nhất tâm tiền nhẫn, tinh tấn không ngừng nghỉ, muốn thọ trì, thông đạt, không biến hoại, có các pháp như vậy. Việc được thành biện là sự tăng trưởng ấy từ khi phát tâm khởi lên học các ba la mật, từ một địa đến một địa, cho đến Phật địa. Hỏi: Cớ gì Đế Thích nói Phật dạy chưa hết công đức thọ trì bát nhã ba la mật của hành giả? Đáp: Bát nhã ba la mật vô lượng vô biên, nên công đức cũng vô lượng vô biên. Nói chưa rốt ráo thì giữa trường ngoại đạo phạm trí và ma đi đến, nên bàn qua việc khác. Này trở lại muốn tiếp tục nghe, Đế Thích rất ưa quả báo phước đức, vừa nghe nói công đức bát nhã, nghe không biết chán, này lại muốn nghe nói nữa, nên tự nói nhân duyên. Bạch Đức Thế Tôn, nếu người thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, thời được công đức và trí tuệ vô thượng đạo của ba đời chư Phật. Vì cớ sao? Vì nên tìm trí nhất thiết chủng trong bát nhã, nên tìm bát nhã trong trí nhất thiết chủng. Như nói ở cuối phẩm trên, các hành giả nếu thọ trì bát nhã phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì độ chúng sinh, nên nhóm các công đức bát nhã ba la mật như 10 thiện đạo cho đến 18 pháp không trung xuất hiện ở thế gian, do nhân duyên của pháp lành ấy nên có dòng lớn sát lợi cho đến chư Phật. Phật bảo Thiên Đế, người ấy không chỉ được công đức như trên mà còn được vô lượng công đức giới uẩn vân vân. Giới uẩn là Bồ Tát tu bát nhã ba la mật đối với hết thảy chúng sinh tu hạnh thí vô úy một cách tốt giáo. Số chúng sinh trong 10 phương vô lượng vô biên, trong ba đời số cũng vô lượng vô biên. Bốn loài chúng sinh trong 6 đường, mỗi tướng mỗi loại cũng vô lượng vô biên. Đối với vô lượng vô biên chúng sinh ấy, thì cho Phật yêu quý nhất là mạng sống mà không giết, thế nên được vô lượng quả báo giới uẩn. Như vậy giới bất sát, chỉ nói danh tự, thời có 250, trong tỷ ni, nói lược thời 84.000, nói rộng thời có vô lượng vô biên. Giới này người phàm phu hoặc thọ tu một ngày, hoặc một đời, hoặc trăm ngàn vạn đời. Còn Bồ Tát thì thí vô úy đối với tất cả chúng sinh cho đến khi vào vô dư niết bàn, ấy gọi là vô lượng giới uẩn. Cho đến giải thoát tri kiến uẩn cũng như vậy, theo nghĩa mà phân biệt, công đức năm uẩn ấy hơn nhị thừa không thể được cả. Nếu người viết chép cúng dường bát nhã ba la mật được công đức đời này đời sau, hỏi: Công đức đời này sau rất nặng,
Còn việc viết chép giữ gìn cúng dường là nhỏ nhẹ, làm sao được công đức hai đời. Đáp, cúng dường có hai cách. Một, bắt chước người khác mà cúng dường. Hai, từ thân tâm cúng dường. Biết công đức bát nhã nên thân tâm cúng dường, nên được công đức hai đời. Bát nhã có nhiều cửa vào, nếu nghe thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng, đó là từ cửa trí tuệ tinh tấn mà vào. Viết chép cúng dường đó là từ cửa tin và tinh tấn mà vào. Nếu nhất tâm tin sâu thời cúng dường quyển kinh hơn, nếu không nhất tâm thời tuy thọ trì mà không bằng. Lại nữa, có ngọc báu như ý là sắc pháp vô ký, không tâm không thức, do nhân duyên phúc đức của chúng sinh mà sinh ra. Nếu có người đem cúng dường, còn có thể khiến cho người thọ dụng tùy ý, huống gì bát nhã là trí tuệ vô thượng, là mẹ của chư Phật, là đệ nhất báu trong các pháp báu. Nếu người đúng như điều được nghe, nhất tâm tín thọ cúng dường, làm sao chẳng được công đức hai đời. Chỉ vì người không nhất tâm cúng dường, lại vì đời trước tội nặng, nên tuy cúng dường bát nhã mà không được công đức như trên, điều ấy bát nhã không có lỗi. Kinh Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy khi muốn đọc tụng giảng nói bát nhã ba la mật, thời có vô lượng trăm ngàn chư thiên đều đến nghe pháp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói bát nhã ba la mật, các thiên tử giúp thêm sức can đảm. Các pháp sư ấy nếu quá mệt mỏi không muốn thuyết pháp, thì các thiên tử giúp thêm sức can đảm, cho nên lại có thể thuyết. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, cúng dường hoa hương cho đến kỹ nhạc, cũng được công đức đời nay ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy khi nói bát nhã ba la mật giữa bốn bộ chúng, tâm không khiếp nhược, nếu có ai luận nạn cũng không có ý tưởng sợ. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được bát nhã ba la mật hộ trì. Trong bát nhã ba la mật cũng phân biệt tất cả pháp, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc lành, hoặc chẳng lành, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp bích chi Phật, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Phật. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, chú nội không cho đến chú vô pháp hữu pháp không, nên không thấy người nạn luận bát nhã ba la mật, cũng không thấy người thọ nạn, cũng không thấy bát nhã ba la mật. Như vậy, thiện nam tử, thiện nữ nhân đều bát nhã ba la mật hộ trì, nên không ai nạn luận, phá hoại được. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân khi thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, không chìm đắm, không sợ hãi. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không thấy pháp ấy chìm đắm hoặc sợ hãi. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, hương hoa cúng dường, cho đến phan lọc cũng được công đức đời nay. Lại nữa, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, viết chép giữ gìn quyển kinh, hương hoa cúng dường, cho đến phan lọc, người ấy được cha mẹ yêu, tôn thần trì thức nhớ, các sa môn bà la môn kính, mười phương chư Phật và Bồ Tát Ma Tát Bích Chi Phật A La Hán cho đến Tu Đà Hoàn yêu kính, hết thảy thế gian hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc Atula cũng đều yêu kính. Người ấy tu thí ba la mật, thí ba la mật không có lúc nào đoạn tuyệt, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật cũng không có lúc nào đoạn tuyệt, tu nội không không dứt, cho đến tu vô pháp hữu pháp không không dứt, tu bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trùng không dứt, tu các môn tam muội không dứt, tu các môn đà la ni không dứt, tu các thần thông bồ tát không dứt, thành tựu chúng sinh tịnh cõi nước Phật không dứt, cho đến tu trí nhất thiết chủng không dứt, người ấy cũng có thể hàng phục nạn luận hủy báng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, tâm không lìa trí nhất thiết chủng, viết chép giữ gìn quyển kinh, hương hoa cúng dường, cho đến phan lọc cũng được công đức đời này đời sau. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép giữ gìn quyển kinh ở chú xứ ấy, các trời tứ thiên vương trong 3000 đại thiên thế giới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đến chỗ ấy, thấy kinh bát nhã ba la mật, thọ trì đọc tụng giảng nói cúng dường lễ bái rồi đi trở về. Trời 33, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Vô Âm Hành, trời Phước Đức,
Trời Quảng Quả, Phát Tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác đều đến chỗ ấy. Thấy Hí Kinh Bát Nhã, Ba La Mật Thọ Trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái rồi đi trở về. Các trời tịnh cư là trời vô cuống, trời vô nhiệt, trời diệu kiến, trời hỷ kiến, trời giác cứu cánh đều đến chỗ ấy. Thấy Kinh Bát Nhã, Ba La Mật Thọ Trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái rồi đi trở về. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, các trời tứ thiên vương trong mười phương thế giới cho đến trời Quảng Quả, Phát Tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác cùng trời tịnh cư và các trời rồng quỷ thần, Càn Thát Bà Atula, Ca Lổ La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già cũng đến thấy quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái rồi đi trở về. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nên nghĩ rằng trời tứ thiên vương trong mười phương thế giới cho đến Quảng Quả, Phát Tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác cùng trời tịnh cư và các trời rồng quỷ thần Atula, Ca Lổ La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đến thấy quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái như vậy ấy là ta đã pháp thí rồi. Kiểu Thi Ca, các trời tứ thiên vương trong 3.000 đại thiên thế giới cho đến trời sắc cứu cánh và các trời tứ thiên vương trong 10 phương thế giới cho đến trời sắc cứu cánh, Phát Tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác thủ hộ thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, khiến các sự ác không thể được dễ dàng, chưa có tội nặng đời trước. Kiểu Thi Ca, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng được công đức đời nay, là các thiên tử Phát Tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác đều đến chỗ ấy. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì các thiên tử Phát Tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, không bỏ tất cả chúng sinh, đem an lạc cho tất cả chúng sinh. Bây giờ Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, làm sao biết được khi các trời tứ thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh đến và các trời tứ thiên vương trong mười phương thế giới cho đến các trời sắc cứu cánh đến thấy quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật thọ trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái. Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thấy ánh sáng lớn trong, ắt biết khi đó có đại đức chư thiên đến, thấy quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật thọ trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu nghe mùi thơm lạ, ắt biết khi đó có đại đức chư thiên đến thấy quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật thọ trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, lễ bái. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu hư thiện nam tử, thiện nữ nhân nhờ tu hành tinh khiết nên chư thiên đến chỗ đó thấy quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật thọ trì đọc tụng, giảng nói, cúng dường, hoan hỷ, lễ bái trong chỗ đó. Nếu có bọn quỷ nhỏ liền bỏ đi ra vì không đương nổi oai đức các đại đức chư thiên, do đại đức chư thiên ấy đến nên thiện nam tử thiện nữ nhân sinh đại tâm. Vì vậy chú xứ của Bát Nhã Ba La Mật bốn phía không nên có đồ bất tịnh, mà nên thắp đèn đốt hương, giải các danh hoa, lấy hương bồi đất, treo chẳng phan, lọc các thứ trang nghiêm. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nói pháp chọn không mỏi mệt, tự giác thân nhẹ, tâm vui, nghỉ ngơi đúng pháp, ngủ thức an ổn, không có các ác mộng. Trong mộng thấy chư Phật 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình, thuyết pháp cho chúng tỷ kheo tăng vây quanh ở hai bên Phật nghe thọ pháp giáo. 6 Ba La Mật, 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không trung, phân biệt nghĩa 6 Ba La Mật, 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không trung, cũng thấy cây Bồ đề trang nghiêm thủ diệu, cũng thấy các Bồ Tát đi đến cây Bồ đề chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy chư Phật thành đạo rồi chuyển pháp luân, thấy trăm ngàn vạn Bồ Tát cùng nhau tập pháp luận nghĩa, nên như vậy cầu trí nhất thiết chủng, nên như vậy thành tựu chúng sinh, nên như vậy tịnh cõi nước Phật. Cũng thấy mười phương vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật cũng nghe danh hiệu ấy, cõi ấy, có Phật ấy, bao nhiêu trăm ngàn vạn ức Bồ Tát, bao nhiêu trăm ngàn vạn ức thanh văn cung kính vây quanh nghe thuyết pháp. Lại thấy mười phương vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật niết bàn, lại thấy tháp bảy báu của vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật, lại thấy cúng dường các tháp cung kính tôn trọng tán thán hòa hương cho đến phàn lọng. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thấy mộng lành như vậy, ngủ yên, thức yên, chư thiên giúp thêm khí lực, tự giác thân thể nhẹ nhàng, không quá tham đắm ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang. Đối với bốn sự cúng dường ấy, tâm rất nhỏ nhẹ, thí như tỳ kheo tọa thiền, từ thiền định dậy, tâm cùng định hợp, chẳng tham đắm uống ăn, tâm rất nhỏ nhẹ.
Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì phép của chư thiên là nên dùng chất tinh khiết của các vị để tăng thêm khí lực, nên mười phương chư Phật và trời rồng quỷ thần Atula, cả Thát Bà, Ca Lầu La, Khả Na La, Ma Hầu La Già cũng giúp thêm khí lực. Như vậy, kiểu Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức đời nay như vậy, hãy nên thọ trì bát nhã ba la mật, thần cận đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, cũng không rời tâm Thát Bà nhã. Kiểu Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân tuy không thể thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng, hãy nên viết chép giữ gìn quyển kinh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán hoa hương anh lạc cho đến phan lọng. Kiểu Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe bát nhã ba la mật, thọ trì đọc tụng giảng nói, nhớ nghĩ đúng, viết chép quyển kinh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán hoa hương cho đến phan lọng, công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy rất nhiều hơn cúng dường mười phương chư Phật và chục cúng dường đệ tử, cung kính tôn trọng tán thán y phục, đồ nằm ăn uống thuốc thang. Sau khi chư Phật và đệ tử vào Niết Bàn, dựng tháp bảy báu, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán hương hoa cho đến phan lọc. Luận hỏi, trên trời tự có bát nhã, cớ gì còn đi đến chỗ người thuyết pháp, giúp thêm sức can đảm cho họ? Đáp, trên trời tuy có bát nhã mà chư thiền thương xót chúng sinh nên đi đến. Khi đến tự nhiên ác quỷ tránh xa, mà sức can đảm của pháp sư được tăng lên, khiến pháp sư vui nói, lại khiến chúng sinh càng thêm tin kính, vì thế nên đi đến. Có người nói, vị cam lồ của trời vi tế thấm vào lỗ chân lông, khiến các căn bốn đại của thiện nam tử mềm mại nhẹ nhàng lanh lẹ vui nói. Hỏi, tất cả người nói bát nhã đều được vị cam lồ của chư thiên khiến cho vui nói chăng? Đáp, không. Nếu có hành giả nhất tâm cầu Phật đạo, chết phục kiết sử, y phục sạch sẽ, chỗ thuyết pháp thanh minh, hương hoa phản lọng, nước hương dưới đất không có các đồ bất tịnh, thế nên chư thiên hoàn hỷ và cũng lợi ích cho người nghe. Người thuyết pháp tuy không đọc nhiều kinh sách trong ngoài, song thâm nhập nghĩa bát nhã ba la mật, nên tâm không khiếp nhược, không chìm đắm, không sợ hãi. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật không có định pháp có thể chấp, có thể vấn nạn, có thể phá. Lại nữa, trong bát nhã ba la mật cũng phân biệt nói các pháp thế gian, xuất thế gian, thường vô thường, thiện bất thiện, vân vân, không có pháp gì không có. Vì có đủ các pháp nên không khiếp không sợ. Nếu chỉ có một pháp, thời vì thiếu nhiều điều nên sợ hãi. Vì Bồ Tát tu bát nhã ba la mật bẻ mỏng phiền não, các phước đức tăng trưởng ướp thân nên có oai đức đáng kính. Thân là chú xứ của công đức, tuy hình thể xấu xí không thể làm gì, vẫn được người ái trọng, huống gì tự nhiên đoan tránh có thể lợi ích người. Hỏi, nếu được chư Phật Sa Môn Bà La Môn ái trọng, có thể được, còn cha mẹ ái niệm đâu đủ khen? Đáp, con người tuy cha mẹ sinh không nghe lời cha mẹ, thời không được ái niệm. Trong sự cung kính Bồ Tát là thủ thắng gấp bội. Nhờ cúng dường cung kính tôn trọng bậc đạo đức nên được Sa Môn Bà La Môn ái kính. Bình thật trí thành, miệng không nói dối, rất ưa công đức đời sau, không đắm cái vui đời này, tiếp dưỡng người dưới không tự cao tự đại. Nếu thấy người có lỗi, còn không nói sự thật của họ, huống gì chê bai hủy báng. Nếu bất đắc dĩ phải nói, chọn không nói hết, thương cấp kẻ cô đơn khốn cùng, không dành riêng cho kẻ theo mình. Những việc như vậy đều là nhờ oai lực của bát nhã ba la mật. Công đức người ấy nghe xa nên chư thiên người đời đều ái kính. Do cúng dường bát nhã ba la mật nên đời đời thường được sáu ba la mật, không có lúc nào đoạn tuyệt. Người ấy có phước đức trí tuệ tiếng tâm nên nếu có ai vấn nạn vì báng đều hàng phục được hết. Lại nữa, chư thiên vì cúng dường bát nhã ba la mật nên đi đến chú xứ bát nhã ba la mật. Lại nữa, núi sông cây cỏ thành quách thổ địa, tất cả quỷ thần đều được bốn thiên vương, nên khi bốn thiên vương đi đến, họ đều cùng đi theo. Trong các quỷ thần ấy có kẻ không được quyển kinh bát nhã, cho nên đến chỗ bát nhã ba la mật để cúng dường đọc tụng lễ bái, cũng vì làm lợi ích cho thiện nam tử. Đây cũng là công đức đời nay do có chư thiên thiện thần đến. Thiên đế muốn phá cái nghi của người mắt thịt nên hỏi, làm sao biết khi đại đức chư thiên đến, do thấy ánh sáng lớn hoặc nghe mùi hương lạ, và do như trước nói chú xứ thanh tịnh? Hỏi, thân người bên trong đầy bất tịnh, bên ngoài tịnh thì ích lợi gì? Đáp, sạch chú xứ, sạch y phục, thời bên ngoài đều sạch, bên ngoài đều sạch nên chư thiên hoan hỉ.
Thí như chỗ quốc vương đại nhân đến, thời thiếu dân nhỏ mọn tránh đi. Chỗ chư thiên đại đức đến, tiểu quỷ tránh đi cũng như vậy. Trời lớn oai đức trọng, nên tiểu quỷ ở chỗ cũ tránh đi. Có các trời lớn đến gần, thời tâm người ấy thanh tịnh rộng lớn. Hành giả muốn chư thiện đại đức đến, thời nên làm như trong kinh nói, ác quỷ đi xa, thời thân tâm nhẹ nhàng, lanh lợi. Vì sao? Vì gần ác quỷ, thời làm cho thân tâm người dần dần trở nên ác. Ví như gần người giận, thời ưa làm cho người giận. Gần sắc đẹp, thời làm cho lòng ưa sắc đẹp khởi lên. Nhân duyên ác, bên trong bên ngoài xa lìa, nên người ấy ngủ yên, thức yên, không có ác mộng. Nếu có mộng chỉ thấy chư Phật như trong kinh đã nói. Hỏi, Bát Nhã Ba La Mật ở trong thân Phật, nếu cúng dường một vị Phật, thời là cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Cớ gì nói cúng dường mười phương Phật không bằng cúng dường Bát Nhã? Đáp, tâm người cúng dường, nếu cúng dường Phật mà chấp thủ tướng người rốt ráo không thể có được, mà vì chấp thủ tướng nên phước điển tuy lớn mà công đức mỏng ít. Cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, thời đều được nghe trong Bát Nhã nói là không chấp thủ tướng người, không chấp thủ tướng pháp, dùng tâm ấy cúng dường nên phước đức lớn. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của mười phương chư Phật, cũng là thầy chư Phật. Chư Phật được thân 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình và ánh sáng vô lượng, thần thông biến hóa, đều là thế lực của Bát Nhã Ba La Mật. Vì các nhân duyên như vậy nên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật hơn cúng dường mười phương chư Phật, chứ không phải không kính Phật. Hết cuốn 58 theo bản Hán.